Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay thì Khánh có về một mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2017. Xe lăn bánh được 101.000 cây số và đang được chào bán với mức giá là 708 triệu thôi. Giá rất là hợp lý. Và xe hiện bán nước sơn màu bạc nha anh chị. Trang bị động cơ 2.4 số sàn 6 cấp. Rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ bền bỉ luôn. Những mẫu xe này thì bảo dưỡng lịch sử trong hãng đầy đủ hết anh chị. Xe biển số ở An Giang, Khánh vừa mới lấy về của hai cái anh chị này cũng rất là dễ thương. Hồi xưa mà anh chị mua xe này á, đôi khi thậm chí là khoảng tháng năm 2017-18 là không có xe luôn á, phải mua xe cũ bằng giá với xe mới luôn cũng phải mua nữa. Đó, tại một chiếc xe mà hầu như tất cả những anh em nào mê xe đều rất là thích cái chiếc xe này, phải mua cho bằng được. Và chiếc xe này là mua một cái là trúng luôn, chứ không có mà trật đi đâu, không bao giờ mua chiếc này mà Khánh thấy ai mà phàn nàn xe này nó làm sao hết. Tiết kiệm, bền mà nó lại chi phí vận hành rẻ nữa. Đặc biệt là hai cái đầu tiên là bền và tiết kiệm khủng khiếp đó anh chị. Mấy xe này anh chị đi khoảng chắc 200-300 nghìn cây số mà nó chưa có nhão xe luôn á. Xe này thì chủ xe giữ cũng khá là kỹ, không để bị trầy xước gì hết. Anh chị coi cái đèn nè, còn máy tinh nè. Mấy cái ốp đèn thì chắc Khánh sẽ tháo ra để đưa về nguyên bản cho anh chị hết luôn. Mấy cái ốp đèn gầm cũng vậy, cũng tháo ra hết nha. Xe thì ít có trầy xước lắm, chỉ có cản bên kia là có bị trầy tí xíu. Mặt ga lăng thì là nhựa nhám nha anh chị, không phải là bọc nha. Biển số 67A08006. Đèn bên này thì cũng vậy. Mấy cái ốp này chắc Khánh sẽ tháo ra đưa về nguyên bản hết để thôi nó trầy. Đây cái cản bị trầy bên này nè anh chị. Đây chỉ có trầy bên này thôi, Khánh cũng đánh dấu rồi ha. Cái chỗ này đó chỉ hai cái thôi, Khánh sẽ cho xử lý là hết. Còn lại là những chỗ khác nó không có bị trầy. Nếu mà có thì nó cũng bị rau mèo, ít ít anh chị, không có bị nhiều. Vỏ bọng thì anh chị cứ yên tâm nha, mới thay 4 cái vỏ luôn, 2022, vỏ dự phòng còn zin chưa hạ, còn sơn còn gai luôn nha anh chị. Đó đây, đát 2022, tuần thứ 20, còn láng o, còn máy tinh luôn anh chị. Gai nè, rồi gai gió nè, rồi rất là dày ha. Đó. Đây cái thân xe, cái phần bể bước nó cũng còn mới nữa. Mấy cái xe này thường thường nó hay bị cạ, cái phần bể bước nó hay bị bể á. Anh chị coi nè, láng o luôn nha. Về phần nội thất thì xe có một bộ ghế da màu nâu và các chi tiết như là đầu DVD, lót sàn, trải thảm, bọc trần, ghế da, phim cách nhiệt. Những cái phụ kiện cơ bản là đều được lắp được hết rồi anh chị. Bên ngoài có phim cách nhiệt, viền che mưa, hàng ghế xa thì cũng rất là sạch sẽ. Bọc da màu nâu, tắp bê cửa cũng bọc luôn rồi, còn khá là mới ha anh chị. Lót sàn nè, thảm rối nè, đầy đủ hết luôn nha. Do là hiện trạng xe mới về thì Khánh ra quay liền cho anh chị xem luôn, cho nên nó hơi dơ. Thì nhưng mà cô chú anh chị không cảm giùm Khánh ha. Nhưng mà mình coi những hình ảnh này mình biết là chủ xe họ giữ làm sao. Đây hai cái hàng ghế sau gập lên, có cái khay đựng đồ đông lạnh cho anh chị nữa nè. Đây không có bị ướt cái sàn nè. Nhìn chung thì xe này đi gia đình không anh chị. Mua từ 2017 tới giờ luôn á. Mâm thì mâm hộp kim nhôm 17 inch, phay đen bạc nha anh chị. Rồi bốn cái vỏ như nãy Khánh nói là thay mới hết luôn, còn rất là dày. Gai gió còn luôn nè. Đó. Anh chị không có cần phải tốn thêm chi phí để mình thay vỏ ha. Để Khánh quay cái vỏ dự phòng cho anh chị coi. Vỏ còn sơn, còn gai, gầm xe còn rất là mới. Anh chị coi gầm xe nó không bị xét hay là bị gì hết á. Đây phần đuôi xe nè. Là đây là hiện trạng Khánh lấy về nha. Có cảm biến, hai cái cảm biến phía sau và cái camera gear. Đó. Hiện trạng lấy về mà nó láng o, nó mới tinh nè, bóng bẩy vậy nè. Đó. Có nhiều xe chạy không có giữ cho nên nó kỹ, nó xấu dữ lắm anh chị. Gầm nước sơn rồi gầm xe nó xấu lắm. Xe này là bốn cửa zin, hai cái vè sau zin. Đó. Nước sơn còn rin luôn á nha anh chị. Rất là đẹp. Đó. Anh chị nào mà chúng ta đang có dự tính mình mua để mình đi kinh doanh, lấy con này chỉ có 708 triệu thôi à. Mà nó giúp cho mình có một chiếc xe để đi tới đi lui, đi kinh doanh rất là tiện luôn nha. Con này anh chị trả trước tầm đó tầm khoảng 300-330 là mình có thể nhận xe về rồi. Nó cũng hợp lý trong cái thời gian hiện tại.
để Khánh sơ lược lại một vài hình ảnh phía trong xe cho anh chị coi. Rồi Khánh sẽ mở capo lên để anh chị coi cái phần máy và cái nắp capo nha. Phải nói đây là một chiếc xe mà rất là được sự mong chờ và ao ước của rất là nhiều anh em đam mê xe. Mà mua là một cái là đúng luôn. Đăng kiểm còn tới tháng 4 2024 anh chị. Đó, mình đỡ được rất là nhiều cái khi mua chiếc xe này ha. Đây, để Khánh giật capo cho anh chị coi. Capo là capo zin và chưa từ đó giờ 6 năm nay là chưa có sơn lại hay tháo capo bao giờ luôn nha anh chị. Để Khánh mở cho anh chị coi nè. Capo Fortuner thì nó hơi nặng tí xíu. Đây, cái phần keo nè, rồi phần rin của cái con ốc nó còn rin chưa có hạ bao giờ hết luôn. Capo zin từ nhà máy luôn. Đó, nắp máy nè. Những chi tiết này thì Khánh chưa có dọn dẹp, chưa vệ sinh gì hết. Khi mà giao xe cho anh chị thì Khánh sẽ bàn giao hết lại luôn. Cam kết là không có đâm đụng, không có ngập nước và được làm đẹp đầy đủ hết. Riêng bên Khánh sẽ bảo hành cho cô chú anh chị nào chúng ta mua xe 1 năm trong thời gian mình sử dụng ha. Và vừa rồi là một vài hình ảnh sơ lược về con Fortuner máy dầu số sàn 2017 nhập khẩu Indonesia đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 708 triệu. Cô chú anh chị nào quan tâm vui lòng gọi cho Khánh nha, với số điện thoại phía dưới màn hình hoặc là để lại comment, Khánh sẽ thông tin tới cô chú anh chị giá xe và nhiều thông tin hơn nữa. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào.